Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc về bộ sản phẩm, đó là bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng bằng chất liệu gỗ hương đá. Thì gỗ hương đá này được nhập khẩu 100% từ Nam Phi. Và bộ bàn ghế này cũng không xa lạ gì với tất cả quý khách hàng trên toàn quốc. Bộ bàn ghế này chúng ta đã gặp rất nhiều trên các trang mạng YouTube cũng như các trang mạng Facebook hoặc website của chúng tôi, cũng như là các cơ sở đồ gỗ khác làm. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ tới quý vị và các bạn các cái thông số cũng như các cái vân gỗ và chi tiết của bộ bàn ghế cho quý khách được tham khảo. Bộ bàn ghế này chúng tôi làm 6 món cột 12, cột liền, yếm liền. Và chúng tôi sẽ chia sẻ luôn thông số, đó là chiếc ghế dài chúng tôi làm với kích thước là 2m55, chiều sâu 69 và chiều cao 1m27. Nó thuộc cung Tiến Bảo thêm đinh. Và chiếc ghế đơn thì chúng tôi làm kích thước đó là 1m14, 69 và 1m27. Nó thuộc cung Nghinh Phúc thêm đinh và Tiến Bảo. Toàn bộ các cái vân gỗ này là vân gỗ tự nhiên do chúng tôi chọn lọc và đã ghép lên thành một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng cột liền yếm liền. Bộ này sau khi đạt 6 món thì khách hàng đã yêu cầu chúng tôi làm thêm một chiếc đôn, đó là bộ 7 món. Một chiếc đôn thì chúng tôi làm sau và bây giờ sẽ đi vào quy trình lót để giới thiệu tới quý khách hàng các cái vân gỗ này là vân gỗ tự nhiên. Chúng tôi là một đơn vị sản xuất trực tiếp, chia sẻ tới tất cả quý khách hàng các cái khâu công đoạn làm về sản phẩm đồ gỗ phòng khách cũng như đồ gỗ phòng thờ. Trên mình các bạn đang xem là một chiếc bàn trong bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng cột 12, cột liền, yếm liền, 7 món. Chiếc bàn này chúng tôi làm với cái cung số đẹp, đó là 75 nhân 1m47, nó thuộc cung Nghinh Phúc. Và chiếc bàn trà thì chúng tôi làm 75 nhân 40, nó thuộc cung Đỗ Đạt. Toàn bộ vân gỗ này là vân gỗ tự nhiên. Đây là chúng tôi mới lót nước một. Và mặt bàn này chúng tôi chạm chống đồng Đông Sơn. Khuôn tranh chúng tôi làm dày 4 phân và ván chúng tôi làm dày 2 phân. Bộ bàn ghế này cũng là cái mẫu sở trường của chúng tôi. Trong cái thời gian vừa qua chúng tôi đã đáp ứng ra ngoài thị trường rất nhiều các cái mẫu mã bàn đục chống đồng, rồi là bàn đục sơn thủy, bàn đục thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Quý khách có nhu cầu làm về bàn ghế Tần Thủy Hoàng, quý khách liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh qua số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Cũng có rất ít cơ sở chia sẻ các cái quy trình như chúng tôi. Chúng tôi làm đơn vị sản xuất trực tiếp, chúng tôi sẽ chia sẻ tới tất cả quý khách hàng các cái khâu công đoạn để quý khách được biết. Trên mình các bạn đang xem đây là những người thợ của chúng tôi đang lót nước một lên bộ bàn ghế chất liệu gỗ hương đá. Thì tôi sẽ quay chi tiết từ đằng sau ra đằng trước cho quý vị xem. Bộ bàn ghế này được đánh giá là bộ bàn ghế rất đẹp. Đây cũng là một đơn tới từ khách hàng Quảng Ninh. Trước đây anh đã sắm rất nhiều đồ thờ của chúng tôi. Và trong thời gian tới này chúng tôi sẽ bàn giao tiếp cho gia đình anh, đó là một bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi, cột liền yếm liền. Toàn bộ là vân gỗ được chọn tự nhiên. Chúng tôi cũng giải thích vì sao là chúng tôi trước khi bàn giao chúng tôi sẽ quay lại mộc, và khi các cái công trình lót cũng như là hoàn thiện chúng tôi sẽ quay lại để cho quý khách ở xa yên tâm và có thể đặt hàng online mà không cần về trực tiếp. Chiếc cái đơn này là chúng tôi còn đang để mộc và tí nữa chúng tôi sẽ lót vào thì các cái vân gỗ nó hiện rất là đẹp. Để các bạn đang xem đây, chúng tôi lót từ đằng sau lên đằng trước, tôi quay rất chi tiết tỉ mỉ cho quý vị xem. Chiếc ghế đơn này chúng tôi làm với cái cung số đó là 1m14, 69 và 1m27. Đầu tiên thì bác có đặt là 6 món và sau đó bác sẽ đặt thêm một chiếc đôn, đó là bộ 7 món cột 12. Hiện nay nhiều cửa hàng chỉ bán bộ 6 món nhưng cơ sở đồ gỗ Yên Lanh lúc nào cũng ưu tiên khách hàng đặt hàng online. Bộ 7 món, 8 món, 10 món, đó là tùy theo yêu cầu của gia đình cũng như các cái phòng khách. Nếu chúng ta phòng rộng chúng ta nên kê bộ 10. Mà nếu phòng nhỏ hơn thì chúng ta sẽ chỉ kê bộ 6 thôi. Đây là chiếc ghế đơn khi chúng tôi lót hoàn chỉnh lên.
Màu sắc vân gỗ rất là đẹp, toàn bộ là vân gỗ tự nhiên. Chúng tôi không can thiệp vẽ vân cũng như là bắn vân giống như một vài cơ sở. Chúng tôi quay lại tất cả các quy trình để quý khách trên toàn quốc được biết. Chúng tôi không giấu giếm gì một tí gì. Tôi sẽ quay thực tế luôn. Và video đang được quay trực tiếp tại xưởng sơn hoàn thiện bộ bàn ghế phòng khách Tần Thủy Hoàng gỗ hương đá tại địa chỉ đồ gỗ Hiền Lanh, làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bộ bàn ghế này thì cũng không xa lạ gì với tất cả quý khách hàng. Đó là bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng bằng chất liệu gỗ hương đá, cột liền, yếm liền. Khuôn tranh chúng tôi làm dày 4 phân và ván chúng tôi làm dày 2 phân. Chiều cao của ghế đơn cũng bằng chiều cao của ghế dài, đó là 1m27. Và toàn bộ là vân gỗ tự nhiên. Tôi quay rất chỉ tỉ mỉ chi tiết tới từng góc cạnh. Và để làm được bộ bàn ghế như này, chọn vân chọn gỗ thì rất là lâu. Vì thế khi chúng tôi dựng thành một bộ như này thì giá thành nó rất là cao. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Yên Lanh để đặt hàng sớm nhất và được các cái vân gỗ ưng ý nhất. Chúng tôi cũng khuyên quý khách là nên xem hàng mộc trước khi chúng tôi hoàn thiện để đảm bảo quyền lợi của quý khách, đó là vân thật, gỗ thật, không pha tạp các cái loại gỗ khác. Thì bên cạnh các cái bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng gỗ mun, chúng tôi còn các cái bộ bàn ghế Minh Quốc voi, Minh Quốc nghê, cũng như là nghê Bảo Đỉnh hay là Âu Á Hộp. Quý khách có thể vào video tại kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lanh để xem thêm. Bộ bàn ghế này cũng rất là nặng. Và đây tôi sẽ quay cùng lúc hai chiếc ghế đơn để song song với nhau để cho quý vị thấy về các cái sắc vân. Ghế đơn chúng tôi làm là 1m14 nhân với 69 và chiều cao 1m27. Toàn bộ ván vách thì chúng tôi làm dày 2 phân, được chọn vân chọn gỗ. Quý khách có nhu cầu làm về bộ bàn ghế chọn vân chọn gỗ như này, quý khách liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Để làm được một bộ bàn ghế đẹp thì chúng tôi phải trải qua 3 lần lót và sau đó sẽ đi vào màu bóng. Công đoạn phun bóng là công đoạn cuối cùng để làm nên một bộ sản phẩm đẹp. Đây là một nước lót đầu tiên mà vân gỗ nó đã hiện đẹp như thế này rồi. Thì quý khách có thể biết là khi hoàn thiện thì nó sẽ đẹp như nào. Và đây là chiếc ghế đơn, chiếc ghế dài đang còn để mộc. Và để vận chuyển đi là rất là vất vả. Hai người mới khiêng được một đầu. Rất là nặng. Và toàn bộ các cái vân gỗ này cũng là vân gỗ tự nhiên. Chúng tôi sẽ quay từ đằng sau lên đằng trước cho quý vị xem. Và đây cũng là các cái đơn hàng của khách hàng đang chờ chúng tôi hoàn thiện để bàn giao. Đó là một chiếc tủ rượu cao 2m2 và đôi lọ lục bình cao 1m7 bằng chất liệu gỗ hương. Gỗ hương là gỗ hương ba đúc, không phải gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi. Trước khi vào lót thì người thợ chúng tôi sẽ thổi sạch các cái bụi còn bám trên sản phẩm và sau đó sẽ đi vào lót. Đôi lọ lục bình này là cao 1m70, đường kính 50. Cũng được chúng tôi chọn vân chọn gỗ ngay từ khâu mộc. Cơ sở đồ gỗ Yên Lanh đang hoàn thiện rất nhiều các sản phẩm đồ thờ cúng có liên quan. Quý khách có thể truy cập vào trang chủ YouTube để xem thêm. Tôi sẽ nhắc lại là bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng được làm bằng 100% từ chất liệu gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi. Và vân là vân gỗ tự nhiên, không can thiệp vẽ vân, bắn vân. Và đây mới là một nước lót thôi. Thì quý khách nhìn đã không thể chê được rồi. Chúng tôi đã đáp ứng và bàn giao ra ngoài thị trường rất nhiều bộ bàn ghế Tần Thủy Hoàng gỗ hương vân, gỗ mun hoa, gỗ mun đuôi công, gỗ hương đá, từ cột liền, cột ghép và yếm liền rất nhiều. Quý khách có thể xem thêm tại trang chủ YouTube Đồ Gỗ Hiền Lanh.
Chúng tôi sẽ phát trực tiếp tất cả các cái video liên quan đồ gỗ phòng khách, đồ gỗ phòng thờ tại địa chỉ kênh YouTube Đồ Gỗ Yên Lành. Chiếc ghế dài này tôi xin nhắc lại kích thước đó là dài 2m55 x 69 và x 127 để quý khách có thể tham khảo để kê vào cái không gian phòng khách của nhà mình. Ba cái vách này cũng được chúng tôi chọn vân rất là đều, đẹp đến từng cm. Chúng tôi đang còn rất nhiều các cái công gỗ hương đá trộn vân để đáp ứng ra ngoài thị trường các cái dòng bàn ghế trộn vân khó như này. Quý khách hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua hotline để được cái giá cả hợp lý nhất cũng như là cái diện tích phòng khách để kê các cái bộ bàn ghế này. Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết và báo giá cụ thể từng sản phẩm. Quý khách có thắc mắc gì về các cái sản phẩm bộ bàn ghế phòng khách cũng như là đồ thờ cúng các thứ thì quý khách hãy bình luận phía dưới video, chúng tôi sẽ trả lời và giải đáp các cái thắc mắc của quý vị. Đồ Gỗ Hiền Lành cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua và ủng hộ kênh Đồ Gỗ Hiền Lành ngày càng lớn mạnh, thì quý khách hãy đăng ký kênh để cập nhật được các video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Quý khách hãy đăng ký kênh và mở nút chuông thông báo thì quý khách sẽ nhận được các video clip của chúng tôi. Quý khách có thể đặt hàng theo yêu cầu và đặt hàng sớm nhất để chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể hơn. Quý khách có thể đặt hàng online, quý khách có thể xem trực tiếp các video này mà không cần về cơ sở. Chúng tôi mỗi một video chúng tôi sẽ quay rất là chi tiết từ chân lên đến trương, tay, cột. Và các cái vân gỗ này là vân tự nhiên để cho quý khách yên tâm. Trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ cập nhật các cái mẫu mã mới cho quý khách tham khảo. Quý khách nhớ đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh. Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại lần nữa chiếc ghế dài trong bộ bàn ghế Tần Thị Hoàng siêu vân. Cảm ơn quý khách đã xem video clip của chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn. Quý khách hàng muốn xem thêm sản phẩm đồ gỗ Hiền Lành trên YouTube, quý khách hãy tìm kiếm Đồ Gỗ Hiền Lành và sau đó sẽ nhấn vào nút đăng ký kênh và quý khách sẽ mở nút chuông thông báo mới nhất để nhận các cái thông báo của chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã quan tâm và chia sẻ.